Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có nhiều câu chuyện về thời sự thế giới thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là câu chuyện của một học sinh ở cái trường gọi là trường Oxford High School, tức là trường trung học Oxford ở tiểu bang Michigan. Ngày hôm qua đã có một cuộc bắn của thằng bé này 14 tuổi, 15 tuổi mà nó bắn chết 3 đứa học sinh khác. Một nam, hai nữ, tuổi từ 16 đến 17. Rồi trong vòng có 2-3 phút nó bị bắt liền. Lý do là vì sao? Những lần trước cảnh sát đến chậm, nguyên nhân là vì các cái trường học người ta chưa có một cái hệ thống để báo động. Rồi sau những cái vụ bắn ở trường Columbine, người ta mới đưa ra một cái hệ thống là mỗi một lần có biến cố gì ở trong trường thì tất cả các lớp học đều phải đóng cửa. Xong rồi lấy bàn ghế chặn cái cửa ra vào. Thế thì lần này cũng vậy. Khi mà thằng bé nó lấy súng nó bắn bạn bè ở trong trường thì xảy ra cái tình trạng đó là các lớp báo động, người ta đóng cửa hết. Và thằng bé này chạy theo dọc cái hành lang, lớp nào cũng đóng cửa, nó không vào được. Và nó vừa chạy nó vừa kêu rằng brothers, các bạn ơi, tôi đây, cảnh sát đây. Nó nói láo như vậy, nhưng mà người ta nghe cái câu mà gọi là các bạn ơi, cảnh sát đây, người ta biết thằng bé này là xạo. Vì cảnh sát có bao giờ gọi học sinh là các bạn đâu, cho nên người ta không có mở cửa. Do đó thằng bé này nó chỉ bắn được có vào khoảng 12 viên là nó giết được mấy người, 3 người bạn học với lại 7-8 người khác bị thương. Và nó bị cảnh sát bắt ngay lập tức. Thì khi cảnh sát bắt nó thì nó không có chống cự. Và nó chỉ có là nó không có muốn nói chuyện gì với cảnh sát. Người ta mới điều tra ra biết nhà cửa nó ở đâu và họ đến khám xét. Thì họ thấy những cái tài liệu thằng bé này là một thằng, bây giờ tạm thời người ta kêu là tâm thần. Tất cả những cái cuộc bắn giết xong chúng nó cứ cho cái chữ tâm thần để chúng nó chạy tội, có vậy thôi. Và người ta biết khẩu súng này của nó là một loại súng semi-automatic, tức là loại súng tiểu liên, bắn tự động. Cho nên nó bắn hàng loạt. Và một loạt nó bắn 12 viên thì chết mất 3 đứa học trò, bạn bè và 8 đứa bị thương. Và người ta tìm thấy, khi mà khẩu súng họ tìm được, nó ném, nó chạy mà nó vứt đi. Tìm được thì trong đó còn 5 viên đạn, 7 viên đạn chưa bắn kịp. Và được biết là khẩu súng này của người cha của cái đứa học trò này mua cách đây vài ngày để tự vệ. Cho nên cái tình trạng này rất là nguy hiểm cho học đường. Và vác súng của cha mẹ đến trường mà nó bắn. Và có một, theo lời một đứa bé khác tên là thằng Henderson, nó kể với các ký giả rằng hôm qua tôi không đi học là vì tôi có nghe bạn bè nói rằng có thể sẽ có bắn chết ở trong trường, cho nên tôi ở nhà thì xảy ra cái vụ bắn này. Cho nên đây là một cái trường hợp để quý vị thấy rằng nước Mỹ bây giờ nó có đủ thứ loạn hết. Bắn, cướp, giết, hôi của. Chúng ta chịu khó nói với con cháu phải rất cẩn thận. Ngày hôm qua 2 đứa bạn gái mà bị chết, trong đó có một đứa là lực sĩ trong cái phái đoàn thể thao nổi tiếng của trường. Và đến giờ này người ta đưa ra nguồn tin thì người ta nói rằng có thể là do vấn đề nó ghen tương với bạn bè nó chết. Nhưng mà lại có nhiều nguồn tin cho biết thằng bé này nó thuộc về cái loại Antifa, Black Lives Matter, và nó muốn hại nước Mỹ. Đây là một câu chuyện không được vui ở cái trường trung học Oxford của tiểu bang Michigan. Câu chuyện xảy ra vào lúc 12 giờ 15 phút buổi chiều, tức là giờ cơm trưa. Rồi chúng ta lại có một câu chuyện khác nữa. Câu chuyện này thì nó lại là một câu chuyện rất là, nó theo những câu chuyện mà thuộc về nhà Phật thì nói rằng có người ta tạo ra cái nghiệp thì nó phải lãnh ra một cái hậu quả. Đó là câu chuyện của tên Chris Cuomo, em ruột của cựu thống đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York. Cái tên Chris Cuomo này làm cho đài truyền hình CNN từ mấy năm nay và chống Donald Trump kịch liệt, đồng thời bênh vực người Anh là thống đốc Andrew Cuomo và Đảng Dân Chủ, rất nhiều lần đã bị cảnh cáo và đặt ra những câu chuyện vu khống, nhưng mà đài CNN vẫn bảo vệ. Cuối cùng thì ngày hôm qua, quý vị biết rằng là cơ quan về Tổng gia tư pháp của tiểu bang New York đưa ra một bản phúc trình điều tra về tên Andrew Cuomo đã từng lợi dụng quyền lực mà tấn công tình dục vào khoảng 30 người đàn bà. Và sau khi những người đàn bà này nộp đơn tố cáo và kiện, thì cái người mà giải thoát cho Andrew Cuomo đưa ra những câu chuyện giả tưởng là không có thật. Đó là Chris Cuomo, là người em mà đang làm cho đài truyền hình CNN. Tên này nó lợi dụng, nó làm báo, làm đài truyền hình, nó quen biết và nó nhờ người ta đưa ra những cái tin tức giả để diệt những cái câu chuyện của những người đàn bà cô tố anh ruột của Chris Cuomo, đó là Andrew Cuomo. Và sau khi câu chuyện đã lộ được đăng ở trên báo New York Times thì vào Washington Post, thì đài CNN không còn cớ, không còn lý do để mà giữ cái tên Chris Cuomo này nữa. Cho nên kể từ ngày hôm qua, tên Chris Cuomo đã bị treo giò, vĩnh viễn không còn xuất hiện trên đài CNN. Và cái chương trình của y đã được đài CNN giao cho tên Anderson, Cooper Anderson, để mà thay thế và kéo dài cái chương trình không còn Andrew Cuomo, không còn Chris Cuomo. Quý vị biết rằng là những người mà hại Tổng thống Donald Trump, trong đó có Andrew Cuomo, trong đó có Chris Cuomo, cuối cùng rồi bị hại hết. Tự họ hại, không phải là ai hại. Nếu mà nói theo cái luật nhân quả, đó là vấn đề gieo hạt nào thì sẽ lấy quả đó. Chris Cuomo làm việc đã được nổi tiếng của đài CNN từ lâu nay. Và cái đài CNN là một cái đài chống Donald Trump kịch liệt, chuyên môn đưa những cái tên mà giả dối đưa lên để phỏng vấn, từ tên Andrew Cuomo cho đến những cái tên như Nancy Pelosi, như tên Bill Clinton, Hillary, để tố khổ Donald Trump. Và đến giờ này như vậy là hết cái chữ Cuomo ở trên đài CNN. Và đài CNN từ cái ngày mà nó bênh vực công khai Andrew Cuomo và nó chống Donald Trump, thì cái số người coi đài nó đã xuống một cách rõ rệt, từ 40% trước kia xuống chỉ còn có 12%. Và có lúc đài CNN đã treo bảng bán từ 6 tháng nay nhưng mà vẫn không có người mua. Trong khi đó thì Donald Trump càng ngày càng lên, quý vị thấy rõ ràng. Bằng chứng là mới đây, quý vị nhớ là ông ấy tuyên bố là sẽ có một cuốn sách nói về cuộc đời của Donald Trump làm Tổng thống 4 năm, từ năm 2017 đến năm 2021. Và cuốn sách đó bao gồm toàn hình ảnh, 500-600 tấm hình, và cái giá bán từ 75 đồng đến 225 đồng. Nhiều người bảo, ô, cuốn sách người ta là viết về nhật ký, người ta viết về hồi ký, người ta viết về những cái chuyện đã qua của một đời người, về làm chính trị, các chính trị gia. Không có một cuốn sách nào chỉ có những tấm hình. Vậy mà cuốn sách của Donald Trump gọi là The Journey All Together, chúng ta cùng nhau có một cuộc hành trình, thì toàn là hình ảnh, mà trong đó giá bán từ 75 đồng nếu không có chữ ký của Tổng thống. Và muốn có chữ ký phải mua cuốn sách 225 đồng. Vậy mà cái lô sách ấn bản lần đầu tiên không phải do các nhà xuất bản, mà là do chính con trai của Tổng thống Donald Trump Jr. đã đứng ra in cuốn sách cho bố, và bán đến giờ này không còn sách mà bán, đang sửa soạn tái bản. Đây là một cái tình trạng mà nước Mỹ chúng ta không ngạc nhiên tại sao người ta lại mê Donald Trump đến như thế. Tôi không cần biết những ai có thể nói xấu, nói là cuồng Trump hay là nọ. Chúng tôi không cần cuồng Trump. Chúng tôi không mua sách của Donald Trump. Tôi không mua sách. Nhưng mà tôi chỉ nói là sự thật, là cái ấn bản đầu tiên hàng chục ngàn cuốn của ông đã bán hết rồi. Bây giờ quý vị vào trong cái website của Donald Trump Jr. in sách bán, nó đề sold out, không còn nữa. Thế thì cái số người mua nó phải nói không phải là người của đài truyền hình của chúng ta, không phải là những người thường nói về những điều tốt cho Donald Trump, mà là những người không thích Donald Trump mua rất nhiều, cho nên mới mau hết như vậy. Rồi Donald Trump lại còn có một cái điều kiện hay nữa, là ông ta vẫn ra một cái chương trình để mà mở những cái cuộc tiếp xúc với cử tri lần tới sẽ ở Las Vegas, mà đến giờ này vé bán đã hết rồi. Trong khi vào đến tháng 12 mới có thể diễn ra cái cuộc tiếp xúc cử tri này. Rồi những người mà ông ủng hộ chiến thắng một cách vẻ vang như mọi người đều thấy. Trong khi đó thì cái phe Dân Chủ bây giờ nó sợ Donald Trump. Tại sao tôi nói là Đảng Dân Chủ bây giờ nó sợ Donald Trump? Có phải là tôi quá đáng không? Hay là tôi nổ không? Bằng chứng, tôi nói chuyện là phải có bằng chứng. Rất nhiều những cái dân biểu nghị sĩ của Đảng Dân Chủ tuyên bố sẽ không ra tái trúng cử, tái tranh cử năm 2022. Là vì họ biết, họ phỏng vấn các ký giả, họ nói một câu rằng Đảng Dân Chủ bây giờ phải thật thà mà nói là đã mất lòng dân quá nhiều. Mà một trong những cái người tuyên bố đó rõ rệt lại là của CNN. Đài CNN là đài của cánh tả, đài CNN là cái đài chống Donald Trump, đài CNN là cái đài chống Đảng Cộng Hòa. Mà bây giờ chính đài CNN cũng phải công nhận rằng Đảng Dân Chủ đang mất lòng dân. Vì quá nhiều chuyện thất bại đang xảy ra, mà nó là còn tiếp tục thất bại. Không có cách chữa. Làm cho cái niềm tin của dân chúng đối với chính quyền của Đảng Dân Chủ nó đã bị xói mòn. Từ vấn đề kinh tế đến vấn đề chính trị đến vấn đề di dân. Mà nhất là di dân bây giờ lại cho quá nhiều cái bọn tội phạm vào nước Mỹ. Rồi nó lại chủ trương bỏ, phóng thích tất cả những cái tên giết người hiếp dâm. Cho nên bắn nhau lúng tung què. Quý vị thấy trong vòng 2 tuần lễ lại đây, cả nước Mỹ này nổi loạn. Mà toàn là những cái tên da đen, những cái tên Black Lives Matter đi ăn cắp đi hôi của đảng con lừa, tức là Đảng Dân Chủ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.